Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng quan về cái giá bất động sản tại Bình Phước trong cái thời điểm này đang có những cái sự thay đổi như thế nào, tăng hay giảm hay là cắt lỗ bao nhiêu, tất cả sẽ có trong cái video này. Anh chị và các bạn theo dõi hết cái video và cùng nhận định trên quan điểm cá nhân của mình xem là thị trường bất động sản Bình Phước trong thời gian tới giá nó sẽ như thế nào anh chị nhá. Và đừng quên chia sẻ cho người khác cũng như là nhấn video một nút thích. Điều đầu tiên là các giá của các xã để anh chị chúng ta tiết kiệm thời gian khi mà theo dõi, thì Nguyễn Đoàn sẽ chia sẻ trên cái giá đất hét quý vị nhá. Bởi vì từ cái loại đất lớn chúng ta sẽ phân bổ ra các cái loại đất nhỏ, anh chị chúng ta có thể theo dõi và đưa ra góc nhìn của mình. Đầu tiên là huyện Đồng Phú. Huyện Đồng Phú hiện nay giá dao động từ 4 cho đến 5 tỷ một hectare. Còn các khu vực trung tâm thì là sẽ khác quý vị nhé. Khu vực trung tâm thì chúng ta thứ nhất là gì? Trung tâm là những cái khu vực đông dân thì đất hectare gần như là hết. Thứ hai nữa là những khu vực đấy chúng ta phải chuyển qua đất mét. Thì nếu khu vực trung tâm của huyện Đồng Phú giá dao động từ 3 cho đến 5-700 triệu mét ngang, có chỗ lên tới 1 tỷ tùy vị trí quý vị ạ. Thứ hai là Trơn Thành. Hiện nay Trơn Thành đạt mức giá từ 8 cho đến 10 tỷ một héc. Và thời gian tới khả năng cao Trơn Thành sẽ có những biến động rất là tốt về giá nữa. Bởi vì thứ nhất là việc nâng cấp bộ máy hành chính từ huyện lên thị xã. Thứ hai là Trơn Thành đang có sự phát triển mạnh về công nghiệp. Và mức giá mặt tiền các khu vực trung tâm của huyện Trơn Thành, thị xã Trơn Thành dao động từ 9 cho đến gần hơn 1 tỷ một mét ngang tùy vị trí quý vị nhé. Và thứ ba là Hớn Quảng. Hớn Quảng hiện nay thì mức giá dao động từ 3 cho đến 5 tỷ một héc tùy vị trí quý vị ạ. Và tiếp theo là Lộc Ninh. Đây là một địa phương mà chúng ta sẽ nhận thấy có mức độ biến động về giá cũng tốt, đặc biệt là những năm qua là 2 đến 3 tỷ trên một héc. Bù Đốp, đây là một địa phương có quỹ đất rất là nhỏ nhưng mà giá cũng khá là cao, đặc biệt là trong thời gian vừa qua nhiều nhà đầu tư về đây cũng như là Lộc Ninh để tìm các cái quỹ đất giá rẻ. Thì hiện nay Bù Đốp giá đã dao động từ 500 cho đến 1 tỷ trên một héc tùy vị trí quý vị nhé. Còn đất trung tâm thì chắc chắn rồi, chúng ta phải quy theo mét tùy từng vị trí. Anh chị chúng ta có thể lấy cái thang điểm của cái đất héc, sau đó chúng ta quy ra đất mét. Thì nếu như đất mét vậy nó dao động từ từ 5 cho đến 600 triệu trên một mét ngang, rất là dễ. Và tiếp theo là gì ạ? Phú Riềng. Phú Riềng thì hiện nay giá dao động từ 5 cho đến 6 tỷ trên một héc. Đây là địa phương trong thời gian vừa qua nhiều nhà đầu tư chạy lên, đặc biệt là những nhà đầu tư các thành phố lớn như là Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội về đây tìm những quỹ đất rộng để thực hiện các cái kế hoạch như là phân lô bán nền. Và hiện nay thì ở huyện Phú Riềng cái tình trạng gọi là bán cất lỗ khá là nhiều, bởi vì do cái hiệu ứng đám đông mà. Tiếp theo là Bù Gia Mập. Bù Gia Mập thì hiện nay các nhà đầu tư vẫn đang còn nắm giữ khá là nhiều các cái đất héc, nhưng mà có những nhà đầu tư nắm giữ những dạng đất này theo hình thức là nông nghiệp, nhưng có những nhà đầu tư nắm giữ theo hình thức gọi là đất xào 1.000 m². Thì những anh chị mà đang nắm giữ đất ở Bù Gia Mập trên hình thức là đất xào thì chúng ta cần phải kiểm tra lại về cái khu vực của mình, bởi vì thực sự với Bù Gia Mập thì được giá rẻ. Hiện nay thì tại đây 5 đến 500 đến 1 tỷ một héc thì tùy vị trí quý vị nhá. Nhưng cái điều mà chúng ta đang chia sẻ đây là gì? Bù Gia Mập thì mang tính chất gọi là đầu tư theo cái hướng khai thác nông nghiệp, trồng cây, nuôi trồng thì được. Còn nếu chúng ta đầu tư theo cái hướng gọi là mua đất xào để chờ đến chuyển đổi, sau đó chúng ta mua và chờ để tăng giá để bán thì cũng khá là khó khăn. Bởi vì những anh chị nào mà chúng ta đã bán kịp trong thời gian vừa qua thì ok. Còn những anh chị nào mà thời điểm này vẫn đang còn giữ lại hàng trên hình thức gọi là đất xào như vậy
thì khá là rủi ro. Bởi vì thứ nhất là cái việc chuyển đổi, thứ hai là gì ạ? Bù ra mập nếu theo hình thức gọi là đầu tư mà so sánh với những khu vực khác, ví dụ như là công nghiệp như là Đồng Phú hoặc là Trơn Thành, thì rất là khó, kể cả Hớn Quản quý vị nhá. Cho nên chúng ta cần phải xem lại bất động sản của mình xem như thế nào và đưa ra quyết định trong thời gian sắp tới. Tiếp theo nữa là Bù Đăng. Bù Đăng hiện nay thì mức giá dao động từ 4 cho đến 5 tỷ một hectare. Và Bù Đăng cũng là một địa phương trong thời gian tới đây sẽ có sự phát triển mạnh về bất động sản bởi sự tác động về cụm công nghiệp cũng như là đường xá. Hiện nay thì Bù Đăng đã có cụm công nghiệp Minh Hưng và trục quốc lộ 14 này. Và thời gian tới thì sẽ có quốc lộ cao tốc Trơn Thành Đắk Nông. Thì đây là những cái điểm nhấn sẽ giúp cho Bù Đăng phát triển về bất động sản khi mà các cái tuyến đường này cũng như là các dự án này có những cái quyết định tiếp theo như là gì ạ, giải phóng mặt bằng hay là gì ạ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Thì còn hai khu vực nữa là thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và thành phố Đồng Xoài. Thì hiện nay thành phố Đồng Xoài quý vị ạ, nếu nói về đất khác thì nó dao động từ 10 cho đến 15 tỷ một hectare, tùy vị trí quý vị nhá. Tùy vị trí thì cái điều này chúng ta có thể tham khảo thêm, đặc biệt là các khu vực trung tâm như là thị xã Bình Long và thị xã Phước Long và trung tâm của thành phố Đồng Xoài thì chúng ta khó có thể đưa ra cái mức giá chung được, bởi vì nó lại tùy thuộc theo vào vị trí nữa. Nhưng mà các khu vực trung tâm như ba khu vực rồi Nguyễn Đoàn chia sẻ thì chúng ta phải quy theo mét vuông, nghĩa là nó phải dao động từ bao nhiêu. Gần đây nhất Nguyễn Đoàn tìm hiểu được biết thì thành phố Đồng Xoài dao động từ 120 cho đến 150 triệu. Đấy. 150 triệu trên một mét vuông. Đấy. Và thị xã Bình Long, thị xã Phước Long thì nó chắc nó rẻ hơn, dao động từ vài chục triệu thôi. Đấy là những cái điều mà chúng ta cần phải theo dõi tiếp khi mà đi thực tế tại từng địa phương cũng như là những cái bất động sản mà anh chị chúng ta đang là nhắm đến. Và vừa rồi là những cái thông tin để anh chị chúng ta tham khảo về giá bất động sản tại Bình Phước trong thời gian sắp tới đây để đưa ra cái kế hoạch đầu tư cho mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Anh chị và các bạn đều thấy các nội dung vừa rồi giá trị và bổ ích cho mọi người thì hãy chia sẻ và đừng quên tặng video một nút thích cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để lần sau nhận được nội dung mới nhất từ bất động sản Bình Phước. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.